Tôi sẽ dùng kiểu duy nhất là dấu thẳng đứng để khởi tạo mã. Angular. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã quay trở lại khóa học TypeScript cơ bản. Ở bài hôm nay, bài 10 chúng ta sẽ học về Union. Trước khi đi vào bài học thì chúng ta sẽ tiến hành chữa bài tập của ngày hôm trước. Bài ngày hôm trước chúng ta đã học về alias và interface. Các bạn hãy điền vào dấu trống để tạo một alias mới. Katai bằng string. Chúng ta sẽ điền vào chỗ ba chấm, đấy là tai. Katai bằng string. Chúng ta sẽ đi vào học bài của ngày hôm nay. Chúc mừng các bạn đã có câu trả lời đúng. Thì union được sử dụng khi một giá trị có thể nhiều hơn một loại. Chúng ta sẽ đi vào phần thực hành union. Đầu tiên tôi sẽ tạo một function có tên là in mã. Và trong tham số thì tôi truyền mã vào. Mã của tôi thì có thể là string hoặc number. Vậy tôi sẽ dùng kiểu union là dấu thẳng đứng để khởi tạo mã. Sau đấy thì tôi sẽ in ra mã. Và chúng ta sẽ thử thử dùng hàm này in mã. Chúng ta sẽ truyền vào là một không lỗi in mã bằng một string cũng không lỗi vì chúng ta đã union ở đây. Thử bỏ đi sẽ lỗi ngay này. Union error để tránh các lỗi khi sử dụng các kiểu dữ liệu này thì ta cần biết chính xác dữ liệu của biến. Tiếp đến là chúng ta sẽ thử viết hoa cái mã này. Chúng ta sẽ dùng hàm uppercase, to uppercase. Và có thể thấy là lỗi ngay. Chỉ uppercase chỉ được dùng với kiểu string. Đây là kiểu gộp và kiểu number thì không dùng được. Chúng ta bỏ number ở đây đi. Thì chúng ta sẽ dùng đồ hàm to uppercase. Đây là các bạn dùng kiểu union này thì nhớ nhé. Hàm nào mà dùng chung được cả hai kiểu thì không dùng, không sẽ bị lỗi ngay. Như vậy là bài học của chúng ta đến đây là hết. À, bài tập của ngày hôm nay là hãy điền vào chỗ trống để thực hiện phép union. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.